việc tối ưu hiệu năng là một trong những yếu tố rất quan trọng trong việc xây dựng các mạng neuron nói riêng hay các cái mô hình trí tuệ nhân tạo nói chung. Ở đây chúng ta ngoài cái việc phải tối ưu các cái thuật toán thì chúng ta còn phải tối ưu ở cái cách mà chúng ta triển khai code. Hầu hết các ứng dụng về mạng neuron hay là trí tuệ nhân tạo sẽ được viết code trên ngôn ngữ lập trình Python. Thì với mỗi cái dòng lệnh Python đấy chúng ta phải viết một cách hết sức tối ưu, bởi vì cái số lượng phép tính mà chúng ta phải thực thi khi mà các cái mô hình của chúng ta nó training là rất rất nhiều. Như các bạn đã biết, chúng ta có thể phải lặp đi lặp lại cái quá trình propagation hay là back propagation hàng nghìn, hàng chục nghìn lần trong cái quá trình training. Và mỗi cái lần mà propagation hay back propagation đấy, chúng ta có thể phải thực hiện đến hàng nghìn, hàng triệu cái phép tính, đúng không ạ? Do đó, nếu chúng ta không biết cách tối ưu thì có thể cái chương trình của chúng ta sẽ cần rất rất nhiều thời gian cho cái quá trình training. Vì vậy hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn những cái kỹ thuật đầu tiên làm nền móng để chúng ta có thể tối ưu từng cái câu lệnh Python mà sau này chúng ta sẽ viết. Ở trong video này thì tôi sẽ giới thiệu cho các bạn hai khái niệm, một là ma trận hóa và hai là vector hóa trong các tính toán liên quan đến mạng neuron khi mà dùng Python. Ở đây có một cái thư viện rất quan trọng mà các bạn phải làm quen trước. Đấy là thư viện NumPy của Python. Đây là một trong những cái thư viện quan trọng nhất của Python mà chúng ta sẽ sử dụng rất nhiều sau này khi mà lập trình với các cái mạng neuron. Đầu tiên chúng ta sẽ đi đến cái khái niệm ma trận hóa. Để hiểu về cái khái niệm ma trận hóa thì chúng ta sẽ xét một cái ví dụ tính toán như sau. Xét hai cái layer liên tiếp nhau. Layer thứ nhất có n cái neuron và nó là input layer. Layer thứ hai có m cái neuron. Để tính toán được các cái giá trị z của cái layer tiếp theo từ cái input của layer phía trước đấy, chúng ta cần có các cái weight và bias, đúng không ạ? Thì các cái bias ta sẽ ký hiệu là B1, B2, B3, B4 cho đến BM. Với mỗi một cặp neuron ở layer trước và layer sau thì chúng ta sẽ có một cái weight, đúng không ạ? Và như vậy tổng cộng chúng ta sẽ có M nhân với N weight, giả sử đây là fully connected. Như vậy chúng ta sẽ ký hiệu các cái weight này như thế nào? Giả sử với cái neuron thứ nhất của layer sau với cái input thứ nhất của layer trước thì chúng ta ký hiệu là weight W11. Tương tự như vậy, cái weight giữa cái neuron thứ nhất và cái input thứ hai ở đây sẽ là W12 cho đến W1N, đúng không? Với cái neuron thứ hai của cái layer sau thì chúng ta lại có W21 là cái kết nối này, rồi W22 cho đến W2N. Tương tự như vậy cho đến cái thứ M thì chúng ta sẽ có WM1, WM2 cho đến WMN. Như vậy các cái weight của chúng ta sẽ là một cái ma trận. Ta ký hiệu ma trận đấy là W, có kích cỡ là M nhân N, đúng không ạ? Ta sẽ có M hàm và N cột của cái ma trận này. Đây được gọi là ma trận các trọng số giữa cái layer thứ nhất và layer thứ hai. Với các cái giá trị input thì chúng ta có thể tập hợp nó lại thành một cái vector. Ví dụ như là vector x bằng x1, x2 cho đến xn, đúng không ạ? Đây là vector thể hiện cái giá trị của cái layer thứ nhất, cái input. Tương tự như thế, các cái giá trị z ở đây chúng ta cũng có thể biểu thị thành một cái vector tên là z bằng cái gì ạ? Z1, Z2 cho đến Zm, đúng không? Các cái bias chúng ta cũng có thể biểu thị thành một vector là B bằng B1, B2, Bm, đúng không? Như vậy chúng ta đã vector hóa và ma trận hóa được những cái giá trị mà chúng ta sẽ dùng để tính toán sau này. Chúng ta sẽ có các cái vector là x là vector input, tức là các cái giá trị của cái layer trước, hay là z là cái giá trị mà chúng ta tính toán được ở trong cái layer sau. Bias hay là weight là các cái tham số mà chúng ta cũng có thể vector hóa hay là ma trận hóa nó, đúng không ạ? Vậy thì khi đấy công thức tính của chúng ta trên các cái neuron này nó sẽ như thế nào? Nhắc lại một chút, để chúng ta có thể tính được z1 thì chúng ta sẽ viết cái gì ạ? Z1 sẽ bằng tổng của cái gì ạ? W11
nhân với x1 đúng không ạ? Rồi là v kép 1 2 nhân với x2 đúng không ạ? Tức là v kép 1 y nhân với x y đúng không ạ? Với y chạy bằng 1 cho đến n và sau đấy cộng với cái bài f là b1 đúng không? Đây là cách tính z1. Tương tự như vậy tính z2, z3, z4 vân vân cho đến zm. Và chúng ta sẽ nhận ra một cái điều là nếu như chúng ta khoan đã nhìn đến cái bài f này thì cái công thức này rất giống với một cái công thức mà để chúng ta tính tích của các cái ma trận, đúng không ạ? Ở đây là ma trận gì? Thì ở đây chính là ma trận v kép nhân với ma trận x. X ở đây là vector và cũng là ma trận n nhân 1, đúng không ạ? Như vậy chúng ta có thể viết lại vector z bằng cái gì ạ? V kép là ma trận m nhân n các cái weight, đúng không ạ? Nhân với, đây là phép nhân ma trận x, đúng không ạ? Nhân với x, sau đấy chúng ta cộng với gì ạ? Cộng với b. V kép ở đây là một cái ma trận m nhân n, đúng không ạ? Sau đấy chúng ta nhân với một cái ma trận n nhân 1 thì chúng ta sẽ được một cái ma trận là m nhân 1, đúng không ạ? Cộng với b là vector và cũng chính là một ma trận m nhân 1 thì sẽ thành một cái ma trận m nhân 1 và chính là cái vector z1, z2 cho đến zm, đúng không ạ? Như vậy, ở đây thay vì phải viết các công thức tổng phức tạp thì khi chúng ta vector hóa hay là chúng ta ma trận hóa thì chúng ta sẽ được cái biểu thức hết sức đơn giản là z bằng v kép nhân với x cộng b. X ở đây có thể là input layer hay có thể là các cái giá trị đầu ra của một cái hidden layer nào đấy. V kép là ma trận các cái weight, các cái trọng số giữa hai cái lớp này. Còn b là danh sách các cái bias, đúng không ạ? Như vậy để tính được z chúng ta thực hiện rất đơn giản, z bằng v kép nhân x cộng với b. Đấy là khái niệm ma trận hóa và vector hóa trong mạng neuron. Cái khái niệm này nó không chỉ giúp ích cho chúng ta trong cái việc viết công thức ra ở đây mà còn giúp chúng ta tăng hiệu năng khi chúng ta lập trình với các cái thư viện của Python nữa. Cụ thể như thế nào thì tôi sẽ giới thiệu cho các bạn sau. Như vậy tôi đã giới thiệu cho các bạn cái công thức ma trận hóa và vector hóa để tính được cái vector z bằng ma trận v kép nhân với vector x cộng với vector b, đúng không ạ? Rất đơn giản. Tương tự như vậy khi chúng ta áp dụng các cái hàm kích hoạt để tính ra được A1 ở đây, A2 ở đây, A3 ở đây, A4 ở đây cho đến AM thì chúng ta cũng sẽ có một cái vector A của các cái A1, A2 cho đến AM này. Và A sẽ bằng cái gì ạ? A sẽ bằng cái hàm kích hoạt G của Z, đúng không ạ? Hàm kích hoạt ở đây có thể là thanh hay sigmoid hay là value vân vân. Chúng ta ký hiệu là G của Z. Và cái biểu thức của chúng ta bây giờ cũng rút gọn lại rất đơn giản: A bằng G của Z. Trong đấy A là cái vector của tất cả các cái activation này, Z là vector của tất cả các cái Z1, Z2 cho đến Zm này. Đây là công thức vector hóa các cái biểu thức mà chúng ta sẽ tính toán trong mạng neuron. Và trong Python nó có những cái thư viện nó hỗ trợ cho chúng ta tính toán cái này rất nhanh và rất hiệu quả.